Thủy Tiên chính thức lên tiếng về lùm xùm bị Linh Chi hất tóc vào mặt. Chiều ngày 7 tháng 12, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên được cho là bị Linh Chi chen lấn chỗ ngồi tại sự kiện vào cuối tuần qua. Thậm chí clip còn ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên vì không chịu được nên đã rời khỏi ghế ngồi. Linh Chi và Ninh Dương Lan Ngọc cũng được cho là có thái độ thiếu tôn trọng đàn chị. Sự việc lập tức gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Liên hệ với phía đại diện Thủy Tiên khẳng định không có chuyện nữ ca sĩ bị chen lấn chỗ ngồi mà rời đi như những lời đồn thổi trên mạng xã hội. Vào ngày hôm đó, ghế được ban tổ chức xếp gần nhau nên việc chụp hình riêng diễn ra khá khó khăn. Do vậy, photo riêng của Thủy Tiên đã gọi nữ ca sĩ ra ngoài để chụp hình. Sau khi chụp hình xong, do quá mệt vì lịch trình trước đó mà Thủy Tiên cũng về nhà nghỉ ngơi luôn. Phía Thủy Tiên một lần nữa khẳng định không có chuyện nữ ca sĩ bị chen lấn mà rời khỏi chỗ ngồi. Sau vụ việc này, cả Linh Dương Lan Ngọc và Linh Chi đều bị cư dân mạng tấn công với những lời lẽ khá tiêu cực. Đa phần đều cho rằng hai người đẹp đã có thái độ thiếu tôn trọng đàn chị. Phía Linh Dương Lan Ngọc đã khẳng định rằng Thủy Tiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi là do photo riêng của cô gọi ra để chụp hình. Phía Linh Dương Lan Ngọc cũng đã đích thân gọi bản photo của Thủy Tiên để xác nhận chuyện này. Nếu như hành động của Linh Chi gây mất điểm trầm trọng thì cử chỉ lễ phép của nhà Phương dành cho Lệ Quyên trong sự kiện này lại khiến ai nấy đều phải khen ngợi. Theo đó, dù là người đến trước nhưng khi nhìn thấy Lệ Quyên, bà xã Trường Giang vẫn cẩn thận nhường chỗ cho đàn chị bước lên thảm đỏ trước. Với hành động vô cùng lịch sự của đàn em, Lệ Quyên cũng khéo léo từ chối, nhưng vì nhà Phương kiên quyết nên nữ hoàng phòng trà đã đồng ý và vui vẻ cảm ơn nữ diễn viên xinh đẹp. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Ngay lập tức, hành động của nhà Phương đã nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng. Lễ phép quá, dù chị ấy rõ ràng đến trước mà. Xem cái này càng thấy yêu thích nhà Phương hơn. Không phải ai cũng hành xử thông minh như nhà Phương. Có thể thấy bên cạnh việc ăn mặc lộng lẫy trước ống kính truyền thông, ưu ái thì cùng thái độ tôn trọng, lịch sự với đồng nghiệp và tiền bối vẫn đáng quý và đáng được học tập hơn cả. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.